Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái lúc 5 giờ sáng nay lên tới 35,22 m trên mức lũ lịch sử vào năm 1968. Sông Cầu nước dâng lên 28,81 m, vượt qua kỷ lục lịch sử được thiết lập vào 65 năm trước, cảnh báo ngập lụt sâu tại 9 tỉnh của miền Bắc. Vào lúc 5 giờ sáng nay, lũ vẫn đang dâng lên trên hầu hết các sông ở miền Bắc. Trên sông Thao tại Lào Cai là 86,18 m trên mức báo động 3. Tại Bảo Hà là 61,81 m trên mức lũ lịch sử năm 2008 gần 1 m. Riêng tại Yên Bái, lũ sông Thao dâng lên 35,22 m, vượt qua lũ lịch sử được ghi nhận vào năm 1968. Trên sông Cầu tại Cầu Gia Bảy đến 5 giờ sáng nay nâng lên 6,06 m. Nhiều dòng sông khác đang dâng lên ở mức báo động 3. Dự báo trong ngày hôm nay, lũ trên sông Thao tại Lào Cai xuống nhưng tại Bảo Hà, Yên Bái tiếp tục lên duy trì ở mức trên lũ lịch sử. Lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên trong hôm nay. Ngoài ra, từ hôm nay cho đến ngày mai, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập lụt sâu trên diện rộng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong 2 cho đến 3 giờ tới, diễn biến mưa lũ ở miền Bắc còn rất phức tạp do tình hình hình thành một xoáy thấp ngay trên đất liền. Tổng lượng mưa trong những ngày qua ở vùng núi Bắc Bộ là đặc biệt lớn, nhiều nơi có thể phá vỡ mức kỷ lục trong lịch sử. Trong và sau bão số 3 đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người của các tỉnh ở miền Bắc. Đến nay đã có 104 người chết, mất tích và 752 người bị thương. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, bão và hoàn lưu bão đã gây mưa lũ và sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố miền Bắc, đã làm 104 người chết, mất tích. Trong đó, 65 người chết, 39 người mất tích. Cụ thể, Cao Bằng 33 người, 17 người chết, 16 người mất tích. Lào Cai 30 người, 19 người chết, 11 người mất tích. Yên Bái 9 người do sạt lở đất. Quảng Ninh 9 người chết. Do bão 8 người, lũ cuốn 1 người. Hải Phòng 2 người chết do bão. Hải Dương 1 người chết do bão. Hà Nội 1 người chết do bão. Hòa Bình 4 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn 2 người chết do lũ cuốn sạt lở đất. Bắc Giang 1 người mất tích do lũ cuốn. Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn. Hà Giang 1 người chết do lũ cuốn. Lai Châu 1 người chết do sạt lở đất. Phú Thọ 8 người mất tích trong sự cố sập cầu Phong Châu. Bên cạnh đó, số người bị thương là 752 người, trong đó tỉnh Quảng Ninh là 536 người, Hải Phòng là 81 người, Hà Nội là 10 người. Về tài sản, 85 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh, thiệt hại hoa màu, lúa, cây ăn quả là rất lớn. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Thái Nguyên, nước lũ tiếp tục dâng đã làm chia cắt nhiều khu dân cư. Người dân ở các vùng bị ngập đang rất cần sự hỗ trợ khi nhiều nhà nước đã ngập tới mái, không còn lương thực, mất điện, mất nước, điện thoại hết pin. Mực nước lũ trong sông dâng lên cao đã gây ngập lụt sâu, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của nhiều vùng dân cư sinh sống dọc hai bờ sông Cầu tại các huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, thành phố Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên, ngập úng tại một số tuyến đường, khu dân cư trung tâm thành phố Thái Nguyên, các khu vực ngầm tràn, đập tràn, cầu phao, các tuyến đê xung yếu dọc hai bờ sông phía hạ lưu du sông Cầu, đe dọa đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Một đội cứu hộ cho biết trong ngày hôm qua đã nhận hàng nghìn cuộc gọi. Tuy nhiên, dù nỗ lực hết sức, đã đưa hàng trăm người dân ở khu vực Túc Duyên, Bến Oánh, đa phần là người già, trẻ nhỏ, khỏi khu vực ngập lụt, đồng thời tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Tuy nhiên, đội cứu hộ cho biết thuyền của nhóm nhỏ không thể vượt qua dòng nước xiết để tiếp tục sâu vào vùng ngập mặn. Tuy nhiên, cách khó nhất là đưa được đến với bà con, đón được họ ra ngoài. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ Yên Bái, Thái Nguyên mà Bắc Giang cũng là một trong những địa phương bị thiệt hại nghiêm trọng. Hoa màu của người dân bị hư hại, nhiều tuyến đường giao thông vẫn bị chia cắt. Để biết thêm thông tin chi tiết, chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Phương Ngọc đang có mặt tại thôn Khuyên Quéo, xã Biển Động, Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Thưa quý vị, ở một số khu vực đê cũng như là vùng xung yếu ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, nước đã rút so với ngày hôm qua. Tuy nhiên thì sau lục ngập lụt,
người dân thì vẫn gặp nhiều khó khăn về hư hại hoa màu cũng như là tài sản. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu vực ngầm thôn Khuyên Quéo ở huyện Lục Ngạn. Ở đây thì nước giao thông bị chia cắt, người dân di chuyển khó khăn, đặc biệt là các vùng sống trong thôn, các hộ dân sống trong thôn thì vẫn gặp khó khăn trong việc di chuyển cũng như là cuộc sống sinh hoạt do điện nước đã cắt từ ngày 7 tháng 9. Để biết thêm rõ thông tin về tình hình ở đây thì tôi sẽ có một cuộc trao đổi nhanh với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Biển Động, ông Trần Văn Tuyến. Dạ. Xin chào ông ạ. Vâng, chào anh. Ông có thể cho biết là tình hình ngập lụt ở đây diễn ra từ bao lâu và thiệt hại thế nào ạ? Vâng, báo cáo các anh chị là về cái ngập lụt thì nó diễn ra từ giờ rạng sáng ngày 8, tức là khi cơn bão đi qua thì bắt đầu mưa vào đêm ngày 7 và sang ngày 8. Thế thì về cái công tác phòng chống lụt bão thì trước khi mà có các công điện sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện thì giờ Đảng ủy ban đã tập trung chỉ đạo họp ban chỉ đạo để phân công các thành viên trong ban nhiệm vụ với cái phương châm là thực hiện cái nhiệm vụ là 4 tại chỗ. Thế do vậy là đến nay thì cơ bản là bão cũng đã qua và nước cũng dần rút. Thì hiện nay thì cũng tuy nhiên là trên địa bàn xã thì cũng thiệt hại rất là nhiều về kinh tế. Thế đặc biệt thì toàn xã là cơ bản là 9 trên 9 thôn đều ảnh hưởng, đặc biệt là về diện tích cây ăn quả. Hiện nay báo cáo với anh chị là toàn xã là thiệt hại 180 ha diện tích cây ăn quả, trong đó là riêng sản lượng táo, cây táo đang ra thời kỳ ra hoa và quả non là mất 140 ha. Thế còn lại là hoa màu, lúa, thế rồi đặc biệt là vải thiều cũng bị chốc rễ. Thế còn lại diện tích rừng thì cũng thiệt hại ước khoảng độ 30 ha, diện tích keo và bạch đàn bị gãy. Thế còn đối với nhà cửa của nhân dân thì theo thống kê là có 133 hộ bị tốc mái, có hộ thì tốc mái hoàn toàn, thì còn lại là các mái vẩy mái che đều cơ bản là tốc bị nhiều. Thế còn đối với thôn Khuyên Quéo thì báo cáo các anh chị là cái thôn mà khó khăn chia cắt với địa bàn xã, khi nước lũ đi qua là sẽ chia cắt toàn bộ với khu trung tâm. Thế đến thời điểm hiện nay là nước đi qua đang xuống nhưng mà cái việc đi lại của nhân dân cũng còn gặp khó khăn. Đặc biệt là đời sống nhân dân hiện nay là đang không có điện. Đấy, điện thì cắt 3 ngày hôm nay rồi, sóng điện thoại cũng không có. Thế do vậy là cái việc thông tin liên lạc giữa thôn và xã thì rất là khó khăn. Đấy, khi nước rút thì với cái biện pháp là chúng tôi sẽ huy động mọi lực lượng để vào tham gia hỗ trợ nhân dân. Tức là những cái nhà mà bị ngập lụt rồi tốc mái thì sẽ hỗ trợ lực lượng dân quân, thanh niên, phụ nữ, công an, các lực lượng để vào tham gia hỗ trợ với nhân dân. Vâng, cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình sau ngập lụt bão số 3 trong các bản tin tiếp theo ạ. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mực nước sông Hồng dâng cao, nhiều phường xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái chìm sâu trong biển nước, có nơi ngập sâu đến 4 mét. Một số tuyến giao thông quan trọng cũng bị gián đoạn do nước ngập. Chúng tôi vừa kết nối được tín hiệu trực tiếp với phóng viên Đình Hoàn, hiện đang có mặt ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Xin chào anh Đình Hoàn ạ. Xin anh có thể cho biết tình hình ở nơi mình đang có mặt hiện tại như thế nào ạ? Vâng, xin kính chào trường quay. Xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay nhóm phóng viên kênh VTC14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đang có mặt tại huyện Văn Yên của tỉnh Yên Bái. Như các bạn có thể thấy là vị trí mà nơi chúng tôi đang có mặt là thấp nhất nhưng mà cũng đã bị ngập quá đầu gối khoảng 50-60cm. Và đi sâu vào phía bên trong kia thì cái việc đi lại rất là khó khăn và người dân thì phải di chuyển bằng các cái phương tiện là bằng thuyền hoặc là bằng cano. Và tại trạm thu phí IC14 qua khu vực địa bàn huyện Văn Yên thì tạm thời đến cái thời điểm này thì đang bị tạm thời tê liệt. Cái việc đi lại của người dân thì gặp rất là nhiều khó khăn và các cái phương tiện là ô tô khi qua khu vực này thì đã tạm thời là phải dừng lại bởi vì mực nước là quá là sâu. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với phía đơn vị quản lý cũng như là bảo trì đường cao tốc để nắm rõ hơn về cái tình hình ngập lụt hiện nay như thế nào. Vâng, xin chào ông. Ông có thể cho biết là cái tình hình ngập lụt tại các cái tuyến cao tốc mà nơi chúng ta đang đứng ở đây thì nó đang diễn biến như thế nào? Đây thì ngay sau khi nhận được cái tin báo từ địa phương về tình hình mực nước sông dâng cao thì đối với đơn vị quản lý khai thác chúng tôi thì đã bố trí nhân sự ứng trực 100% quân số tại các cái vị trí mà có nguy cơ bị ngập lụt. Hiện nay thì trên tuyến thì đang có hai nút giao đang bị ngập lụt, nút giao Phố Lu và nút giao IC16. Thì đối bắt đầu từ chiều hôm qua thì nút giao Phố Lu thì đã bị ngập và các phương tiện không thể di chuyển được. Bắt đầu đến sáng nay thì đến nút giao IC14, đến hiện tại bây giờ thì các anh biết là mực nước đang dâng rất cao nên các phương tiện hiện nay là không thể qua lại được với nút giao IC14 này. Với những cái phương tiện đấy chúng ta sẽ có những cái cảnh báo như thế nào, và với cái tình hình mực nước mà vẫn còn cao như vậy thì cái công tác đảm bảo an toàn cho các cái phương tiện người dân thì cũng sẽ được quan tâm như thế nào thưa ông? Đối với các phương tiện chúng tôi đã cảnh báo, đặc biệt là cảnh báo từ ngay từ đầu tuyến. Thứ hai là chúng tôi đã thông báo lên thông tin đại chúng kênh VOV giao thông đối với các phương tiện để có hướng di chuyển sang các hướng khác để đảm bảo cho an toàn.
Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, tình hình ngập lụt trên địa bàn huyện Văn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung được dự báo sẽ còn rất là phức tạp trong thời gian tới. Và nhất là cái việc đi lại của người dân hay là những khu vực dân cư mà bị cô lập thì sẽ còn rất là phức tạp. Và nhóm phóng viên của kênh VTC 14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ còn tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời trở lại với trường quay. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm ngày 6 tháng 9 cho đến nay, trên địa bàn Yên Bái đã có mưa to đến rất to, kèm theo dông lốc, mưa kéo dài gây lũ trên các sông suối. Ngay khi nước dâng cao, ngoài các biện pháp ứng phó của chính quyền địa phương, người dân đã chủ động di dời người và tài sản đến vùng an toàn. Nhìn từ trên cao, nhiều điểm dân cư, tuyến đường của thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã bị cô lập hoàn toàn do nước dâng từ thời điểm 2 giờ sáng ngày 9 tháng 9. Do nắm bắt được thông tin nên nhiều hộ dân đã chủ động di dời người và tài sản trước khi lũ lên. Nhà tôi thì do cái thông báo của tổ dân phố và chính quyền nơi sở tại thì chúng tôi đã ứng phó với cơn bão là chuẩn bị thu dọn nhà cửa, kê kích các đồ dùng và vận chuyển lên khu vực cao. Đến thời điểm này thì chưa có thiệt hại gì cả. Hiện tại mực nước sông Hồng trên địa bàn huyện Trấn Yên đã trên mức báo động 3. Và khả năng đạt đỉnh ở mức trên 34 m. Thống kê sơ bộ đã có trên 700 hectare cây trồng các loại bị ngập, gần 900 gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 842 ngôi nhà bị ngập với hơn 3.000 người dân phải di dời. Nước năm nay thì nói chung là lên rất nhanh, mà dân thì cũng lâu rồi, không hơn chục năm rồi, nên nước này cũng có phần mất cảnh giác, nên là nước lên rất là nhanh, mà lên về đêm. Nhưng bây giờ thì tạm thời đang đứng nhưng mà thiệt hại rất là nhiều, mọi hoa màu các thứ là hết. Quá trình di dời người dân và tài sản đều được các địa phương, các khu dân cư ở huyện Trấn Yên phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ. Bên cạnh việc tiếp tục di dời người dân trong vùng ngập lụt, huyện Trấn Yên đã huy động gần 2.500 người để gia cố, đắp đê bao chắn lũ, thành lập các đoàn đi kiểm tra thiệt hại tại các địa phương, đồng thời bố trí kinh phí để cung cấp cho người dân nước uống, lương thực. Tôi làm mấy tháng rồi, bây giờ nhìn thấy cánh đồng mất hết thế này, tôi xót quá, tôi chẳng phải trông chờ vào đâu cả, chỉ mong là nhà nước và mọi người hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi qua những cái ngày ngập lụt này để chúng tôi khắc phục. Hiện tại, diễn biến lũ vẫn tiếp tục khó lường, huyện Trấn Yên tiếp tục chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phương án 4 tại chỗ, giúp nhân dân ứng phó với những diễn biến bất lợi của thời tiết, đảm bảo an toàn cho người dân là việc đảm bảo lương thực, nước uống cho người trong vùng ngập lụt.